Rồi, chào mọi người nha, chào tất cả anh em đồng nghiệp. Rồi, hôm nay quay lại cái mẫu 36 Fast Auto ha. Thì bây giờ cũng là bữa nay là thứ 5. Đây ha, thứ 5. Rồi. Một tây tháng 8 nha anh em. Bây giờ cũng gần 2 giờ khuya rồi. Mình quay cái clip này xong rồi mình đi ngủ anh em. À, lúc này mình cũng ít quay clip nói chung không có thời gian thì mình dạo này cũng lười đó. Anh em nào cần mua máy thì cứ liên hệ mình nha. Mình bán máy bình thường nha, tại thấy mình ít đăng clip rồi mình không có đăng clip rồi anh em tưởng mình không còn làm. Đây mẫu 36 Fast Auto ha. Auto gọi RVT nha, auto dòng chứ không phải auto nguồn nước nha. Đó, máy này đánh nước từ 10 phần nghìn trở lên anh em. 10 15 phần nghìn. Nói chung là máy này đánh độ mặn cao nha. Máy này đánh ở biển Cần Giờ thì máy này đánh nước tới 4 mấy phần nghìn luôn á, 40 4 mấy luôn á. Đó mà nước thì theo mình nghĩ thì mùa này hôm bữa chú qua nhà thì mình tư vấn cho chú có, chú đó tin chú có ha, ở gần nhà chỗ anh Linh luôn, anh Linh hổng cũng mua một cây 36 như này luôn, cũng đánh ở biển Cần Giờ thì anh em đã biết rồi hả. Cho mình nói về phân tích về cái máy mình tí xíu ha. Máy này thì để mình nói rõ cho anh em, để anh em mua máy mà nhiều khi anh em mà nghe nhiều người quảng cáo mà nói là đánh từ nước ngọt ngọt trong mà cho tới mặn 20-25 và ngàn là không có nha anh em. Cho có dù cái máy lớn cả nào đánh cũng không có nổi đâu. Đó, nhiều khi đánh ăn lan lan trên mặt thôi chứ độ sâu xuống nó chưa chắc gì nó đã có nó đã ăn xuống nữa. Đó. Máy này thì mình là chạy với 36 phép nhỏ, hai cái biến áp E55 và 12 tụ lọc cao áp, còn cái phần tụ lọc này lọc xung tạp nên mình không nói rồi, và 5 con IRPT ha. Đó, đây là cảm E65 mình quấn dây 1 ly 4, một chập 6 nha, chập 6 sợi nha anh em. Đó, chập 6 nha. Rồi thì máy này là của chú có đánh từ biển Cần Giờ. Đó, chú đánh ở hàng 4 thì những anh em mà nói mà đánh ở hàng 4 rồi, anh em ở gần biển thì anh em đã biết. Đó, Cần Giờ là đánh ở khu thuyền liền mà khu người ta làm muối luôn á. Đó, từ đó đánh dọc qua tới Vũng Tàu luôn. Đó, và đánh ở Cầm Mé là đánh trong mấy cái hàng 4. Anh em nào ở dân biển thì nói thì anh em sẽ biết. Chứ nhiều khi những người mà không có ở vùng game quen dân biển thì nói ra còn không hiểu. Đó, máy này thì chú nói là mùa này là hiện tại là nước nó đang từ 18 phần nghìn trở lên đến 25 phần nghìn, 18 đến 25 phần nghìn. Đó, là tới gần Tết cho đến qua Tết tháng Giêng tháng 2 rồi cho gần tới mưa luôn á, tháng 3 tháng 4 thì là nước ở đó đỉnh điểm là có thể trên 40 phần nghìn nha, tùy theo năm. Đó, chú qua là chú có nói tại vì chỗ khu đó người ta làm ruộng muối mà, người ta làm muối mình ăn anh em. Đó, mình cũng đã đi qua đó rồi, nhà chỉ ruộng mình bên Cần Giờ mà. Đó, rồi bây giờ mình sẽ test máy ha, không biết cái cặp nguồn này của mình nó có bị ngắt không hay là không. Thì bây giờ máy thì mình test bằng 20 bóng đèn thì tương đương thì nó mình tính cho một bóng cho nó là 1 phần ngàn đi. Đó, bây giờ nói chung là mình đã test nước muối rồi, còn cái vấn đề mà test bóng đèn thì cũng chưa chắc đâu anh em, không phải bóng đèn sáng là nó mạnh đâu. Đó, quan trọng là nó có dòng ra như thế nào rồi nó xuống nước nó gặp tải nặng tải nhẹ rồi nữa. Đó, quan trọng là máy bây giờ mình dựa theo bóng đèn, 20 bóng đèn thì không khác gì nó cũng như là một cái sợi dây điện như này. Đó, khi mà nó chưa nóng lên á thì rờ nó sẽ về không ha, nó nóng lên rồi anh em bóp phát một lên à. Còn mà những điều quan trọng là cái máy của anh em á, để cái rờ nó về không là nó y chang như mà nó không có tải rồi đó. Đó,
coi như là anh em chập cái sợi dây điện anh em đốt ha. Còn những người ai làm máy mà đốt kẽm đốt đồ thì cái đó quá dễ anh em ơi. Kẽm đốt kẽm thì lấy đũa hàn đồ quẹt đó, đó là quá dễ rồi đó. Mình nói giờ quan trọng là xuống nước đánh ăn ăn được con cá hay là không thôi, chứ còn anh em mà kêu test lửa thử lửa đồ đốt kẽm rồi cái đó là xưa rồi đó. Bây giờ mình để cái mức cao nhất ha, rồi để mình bóp cò lại nha, mình cho nó nạp phải ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho anh em coi vàng bóng nha, rồi mình bóp phát màu ăn hết ra hết số, không biết cái nguồn của mình nó có sạch không. Lên liền nha anh em. Rất là ngọt nha. Đây nha anh em. Cái này là nó kêu bằng cái cuộn cảm nó kêu rất là lớn ha. Rồi cái nguồn của mình nó sập luôn rồi. Cái nguồn mình sập rồi, mình chỉ test vậy thôi. Để là hồi mình để cho cái nguồn nó có rò le nó đóng lại nó nhảy ha. Tại mình đây mình test bằng cặp nguồn có 166 ampe à. Nhưng mà cái nguồn cái khởi động tức thời thì nó rất là yếu ha, tại mình không có xài siêu tụ. Đó, mình test thì mình test bằng viên pin, mà viên pin mình test mà bây giờ nó banh rồi. Nó hết hết pin rồi. Đó. Để mình để cho cái nguồn, để mình bật cái nguồn lại để mình test cho anh em nghe ha. Bây giờ mình sẽ test trước cảm đi đặng cho nó kêu ha. Nói chung là mình gắn cái cảm vô đặng cho nó bớt còn nóng nè. Bây giờ mình test trước cảm nha. Đây là chân ra nha, nó sẽ kêu nhỏ hơn, nhưng đều tại nó gặp tải nặng nó sẽ rất là ngọt nha. Bóp phát là rất là liền. Đây nha anh em, máy mình làm là không xài cảm rồi vẫn bình thường nha, tại mình gắn cảm vô đó. Anh em đã biết rồi ha, máy của mình là không cảm mà vẫn chạy bình thường nha anh em. Đó, mình để cho mình để mình test trước cảm đi. À, máy nó lên rất là ngọt rồi. 20 bóng rồi. Mà để bóng đèn ngủ bóp phát lên rồi. Đó là không có cảm luôn á, mình để chế độ trọng xung. Máy lên rất là nhẹ nhàng, không sượng, không gì nha. Rồi, đây là chế độ đây là nút để mình dặn về, đây là nó thấp nhất nè. Mức thấp nhất ha. Đánh lì mức thấp nhất nè, bóp phát nó cũng lên nè. Đó, nó lên từ từ không? 50% rồi. Màu sớt ra anh em. Nếu mà trộn xung thì nó còn dễ lên nữa. Màu sớt ra. Đó, quan trọng là anh em đã thấy ha, đây là sau cảm nha, ý là trước cảm nha anh em. Còn mình gắn qua đây là nè, để mình kẹp lên đây là bóp cò nó không có đèn nè, thấy chưa. Rồi bây giờ là cái này là sau cảm nè, họ sớt nha anh em. Mình để hai cái này là hai cái hướng 3 giờ, tần số 3 giờ. Để cho anh em hiểu là cái máy mình là nó lực đến cỡ nào. Đó. Máy thì chạy nó không có nóng không gì rồi. Ngủ ngắt ha, IRBT cũng không nóng nha. Nè, IRBT là tay mình để luôn nha. Máy làm rất là kỹ, rất là lực, rất là mạnh nha. Chứ không phải là để mà nhiều người để cái mức thấp nhất vậy. Cái bóp cho nó lên từ từ từ, từ vậy nè. À, kiểu như nó lên từ bắt đầu là dặn lên là không có nha. Mình là phải chơi là hết ra số bóp phát mộ là nó lên hay là không thôi.
ồn quá anh em, để mình kẹp vô trong đây mà kẹp kẹp vô miếng nhôm, miếng nhôm là cũng gọi cho ngao ra anh em, nó rất là ngọt luôn á, để bóng cho nó nguội nha. Này là cộng sung nha anh em, còn tắt cộng sung nó lên một lẻ nữa. Rồi vậy thôi, nói chung là test bóng đèn nó cũng chả được gì đâu, với quẹt đũa hàng chập tải gì đó thì cái đó mình không cần thiết, quan trọng là về anh em đánh được cá hay là không thôi đó. Cộng dây này nó nóng luôn nhìn em, dây này dây 2.5 dây VCM luôn á, dây này dây ra nó dây 4 chấm nè, thì xài nước mặn thì anh em nhớ xài dây 4 chấm nha, 4 chấm chứ cái dây này nó nóng anh em, test nãy giờ nó nóng hổi luôn á, dây 2.5 mà còn nóng á, đánh nước mặn thì anh em mặn cao thì xài cái dây lớn ha. Nói chung là máy không có miếng nhiệt, không có gì luôn. À, chứ mình nói là anh em nào cần đánh máy nước mặn á, nước mặn cao á, thì chỉ đánh được nước lợ mặn từ 5-10 phần ngàn cho tới 30-40 phần ngàn á, chứ mà nhiều người quảng cáo mà máy nước ngọt trong đánh tới 20-25 phần ngàn, mình nghe nó vô lý anh em, cho dù cái máy nó to cỡ nào đánh cũng không nổi nữa. Đánh là đánh cũng vẫn ăn được mấy cá trên mạng thôi, ăn ba cá đối tầm 7-7 ở trên mạng nước thôi, chứ chưa hẳn là thật sự là đánh được cái con cá gì đó. Đó, nhiều người quảng cáo mà máy đánh đâu tới đâu. Đó, như ông chú ông có cái máy 24 feet lớn là bự bằng cái máy này luôn nè, ông nói đánh nước ngọt ok mà đánh tới cỡ 15-18 phần ngàn là nó hết nổi luôn, là nó không chết luôn, con cá quýnh là nó chạy không á, ông nói là con cá lùm kìm ở trên mặt nước nó còn không chết nữa đó, ông nói đánh cao lắm 10 phần ngàn là thấy nó chết hẹp lại, là con cá nó nhanh tỉnh nữa. À, mình để giải thích cho anh em hiểu chứ tại sao mà làm cây chiên nước ngọt cho tới mặn nhẹ, là sao mà từ nước tới nước mặn nhẹ cho tới nước mặn cao, tại sao làm hai cây vậy mà một cây làm auto không được, đó là nguyên nhân vậy nha anh em ha, không có cái gì mà không thể ý, không có gì mà làm nó trọn vẹn được hết á. Anh em muốn mua một cái máy thì anh em phải tìm hiểu kỹ như thế nào chứ, chứ là anh em nghe người ta quảng cáo cho cố rồi về mua về xài không được, tốn tiền anh em đó. Người mua thì bị lầm chứ người bán không giờ bị lầm nha anh em, cảm nó còn không có nóng đâu, cảm mình chập sáo à, test nãy giờ cảm mà với tay rờ nó còn không nóng, xài dây ly tư dây tư chập sáo. Rồi anh em là cần liên hệ mình nha. Đó, máy này mình làm theo độ mặn thì nó có giá tiền nó chênh lệch tí xíu. Giá máy này là giá rất là cao nha anh em. Đó, không tới 10 x. Đó, không tới 10 triệu ha, dưới 10 triệu. Nhưng điều máy này thì sử dụng bình từ 150 bè trở lên ha. Đó. Thì máy này chú có đi hai cái bình 150 đấu song song. Đó, anh em có bình 200 thì anh em đi ok ngon hơn nữa. Đó, bình càng dung lượng càng lớn thì đi đánh càng ngon. Rồi anh em nào cần thì liên hệ mình với số 9 là 0799933977 ha. Rồi anh em nhìn lại nè, mẫu máy nha. Máy làm rất là kỹ, rất là đẹp. Kỹ lưỡng từng chi tiết luôn. Bộ lái này bên mình tự ráp luôn. Rồi, chào tạm biệt mọi người nha.